Anh chàng này tên là Kubin, anh ta là một người sát gái thứ hai thì không ai là số một. Một đêm anh có thể hẹn hò với 4 đến 5 cô gái. Một cô gái ở quán bar, một em xinh tươi ở nhà trọ. Tiếp đến là một em căng tràn ngột nước ở trong khách sạn. Tán đổ người yêu cũ mà vô tình gặp ở quán trẻ Trang Hy. Thậm chí mấy em nữ sinh chưa đủ 18 tuổi còn muốn leo núi cùng anh. Nguyện sống chết vì vẻ đẹp trai này. Vậy thằng cha này có gì mà một đêm mà nhiều em xinh tươi giao hàng như vậy? Các mem hãy cùng mình xem bí quyết là gì nhé. Cảnh báo ngôn từ trong video phù hợp với những người trên 18 tuổi. Còn các bạn dưới 18 tuổi thì xem lén nha. Chàng trai Kubin này nhìn tuy có nhiều kinh nghiệm chăn gối là vậy, nhưng anh đã 40 mùa khoai sọ rồi mà chưa này nọ với ai. Một hôm anh cảm nhận được rằng, ngày mai Triều Tiên sẽ xả bom Hàn Quốc, chỉ qua đêm nay toàn bộ người Hàn Quốc sẽ chết. Chỉ còn duy nhất một ngày để sống. Thấy bản thân mình đẹp trai mà khoai lại ngon như thế này, anh thấy quá là lãng phí. Củ khoai đã nuôi được 40 năm nay chỉ làm bạn với cô năm. Nên anh quyết định dùng hết số tiền của mình để trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu trong đêm cuối cùng. Anh đeo đồng hồ Rolex và nhẫn vàng mua trên Shopee, nhuộm tóc vàng vuốt vuốt, đêm nay sẽ là một giờ đêm cháy hết mình. Vào buổi tối anh mang một bộ đồ sang trọng đi thẳng đến một hộp đêm tay vịn lớn nhất khu này. Trên đường đi anh buồn tiểu, vội vàng rách kêu vào một quán bar để giải quyết. Không ngờ ngay lúc đó một cô em xinh đẹp cố tình đi nhầm vào một nhà vệ sinh nam. Anh sửng sốt, con gái mạnh dạn như vậy sao? Dựa vào mùi hương anh đánh hơi theo cô gái ấy. Hóa ra cô ta là Sushi, nhân viên của quán bar này. Chỉ cần anh ngồi xuống cô gái đã xà vào lòng của anh. Sai đó, cô ta nói thầm với Kubin rằng cô ấy không hề say. Làm như vậy chỉ để được bà chủ cho tan làm sớm để còn đi làm tăng hai. Thậm chí cô em còn rủ Kubin đến nhà của mình. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì một người bạn gọi điện đến hộp đêm mà họ hẹn trước. Không còn cách nào khác, cô em ngột lịm này để lại số điện thoại cho Kubin để hẹn vào dịp khác. Không những thế, trước khi rời đi bà chủ còn quyến rũ anh, để lại cho anh một bưu thiếp. Anh nhận ra ngay đó là sức hút của đồng tiền và đẹp trai khoai to. Tiếp theo Kubin và hai người bạn đi xe ô tô đến một hộp đêm đất đỏ nhất lúc bấy giờ. Bước vào nhà những em mặc váy ngắn đến rốn chào đón các anh. Những em căng tràn như sống nhảy nhún khiến Kubin kích thích đến nhường nào. Kubin cũng muốn tham gia vào cọ sát vào hai mỹ nhân kia, nhưng đã bị thằng bạn mất dịch đẩy anh ra ngoài. Khi anh để ý đến cô em áo đen đang nhảy bên kia nhưng lại bị thằng khác hốt mất. Bên kia người phục vụ vừa đưa cho bạn của anh ấy một em xinh tươi nhưng bị thằng khác hốt mất. Thế là một cuộc ẩu đả đã diễn ra vì tranh nhau cái lò khoai. Khi thế quân địch quá mạnh, ba thằng bạn phải cắm đầu chạy bỏ trốn. Ba người đổ lỗi cho nhau. Kế hoạch nướng khoai tại hộp đêm đã hỏng bét, nhưng không ngờ bạn béo trong nhóm lại có một kế hoạch dự phòng. Đã có hai cô gái ngọt nước vừa nãy xin số điện thoại đã nhắn tin đến, có họa cùng hưởng có phúc không chia. Thế là hai thằng bạn thân không do dự đẩy Kubin vào taxi để về nhà. Nhưng Kubin của chúng ta cũng có mối ngon chứ đùa. Anh nghe điện thoại từ cô em áo đen hộp đêm lúc nãy mà mình xin được số điện thoại. Cô ấy tên Sò Điệp. Cô nói bị mất ví, muốn mượn tiền mặt của anh một ít, sau đó sẽ chuyển khoản trả lại cho anh. Vừa cúp máy, anh thấy chiếc ô tô ở phía đối diện, ở bên trong là một cái xác chết. Có một vali tiền mặt khổng lồ và một khẩu súng ở trên xe. Dù sao thì ngày mai Triều Tiên cũng san bằng nơi đây. Chi bằng cầm số tiền này chơi một trận cho đã cái nư. Anh kéo vali tiền đến một nơi vắng, rồi giấu nó xuống nước. Sau đó tinh lực dồi dào chạy đến nơi hẹn với cô em nóng bỏng mà quen được ở hộp đêm. Nhưng không ngờ đây là một cô em chân dài khác đến trước mặt anh. Cô ấy nói cô ấy là Sashimi, bạn của cô Sò Điệp. Nói bạn cô ấy đã uống quá nhiều với người khác, nên cô ấy đã đến thay. Nhưng sự thật rằng từ lúc nhìn trộm Kubin nói chuyện với cô Sò Điệp là cô ta đã cảm thấy thích Kubin rồi. Từ đó kiếm cớ để muốn hẹn hò với anh. Cô ngỏ lời mời Kubin đến một không gian yên tĩnh để trò chuyện để hiểu nhau hơn. Cô Sashimi chủ động cởi áo và nói là sẽ tắm trước. Khi kéo khóa giúp cô gái, Kubin không thể nào ngóc đầu lên nổi. Người đẹp bị nổi mụn ở khắp lưng, khiến củ khoai 40 năm của anh cảm thấy lo lắng. Trong khi Kubin đang lo dự thì cô em Sò Điệp gọi điện đến, nói rằng muốn gặp và đến tìm anh ấy ngay. Ngay lúc đó, Sashimi từ phòng tắm đi ra. Anh vội vàng giải thích rằng là ra ngoài mua ba con sói rồi quay lại. Trước khi đi, Sashimi cố níu Kubin, nói rằng mình đã uống thuốc tránh thai rồi nên đừng lo lắng. Nhưng Kubin nói mình không quen chơi trần, Sashimi cũng phải đồng ý. Cô còn dặn anh mua kèm theo cả kẹo bạc hà rồi quay lại đây. Ngay sau khi anh ra ngoài, anh chạy đến địa điểm mà mình đã hẹn với cô em Sò Điệp. Vì trời quá lạnh nên hai người đi đến một khách sạn để chém gió. Nhưng người chưa được nóng mông thì cô em Sashimi gọi điện đến cho Sò Điệp. Vì chờ Kubin mãi mua ba con sói không quay lại nên cô muốn đến chỗ Sò Điệp để uống rượu. Thấy chuyện chẳng lành, Kubin lấy cớ đi nhà vệ sinh để chuồn đi và nói với Sò Điệp là hẹn ngày mai. Nhưng ngay lúc đó cô Sashimi đã đứng đằng sau, thế là đã phát hiện Kubin bắt cá hai tay, thậm chí Sò Điệp và Sashimi là bạn thân cùng ngành. Trong lúc hai người đang cãi nhau để tranh giành củ khoai này, thì hai thằng bạn thân của anh cũng dẫn gái đến khách sạn này.
Tinh thần của anh tá hỏa chỉ biết chạy đến một nơi khác, thấy cô em sò điệp cô đơn, anh bạn liền rủ lên lầu làm một nháy nhưng bị cô ta hét vào mặt. Tiếp theo là cô Bin đi bộ trên con phố vắng vẻ. Anh đang nghĩ đến cô gái Sushi ở trong quán ba làm anh mê mẩn. Anh gọi điện cho cô ấy nhưng rất tiếc là số điện thoại không đúng. Củ khoai quá tuyệt vọng rồi, anh muốn vứt bỏ hết và tìm một nơi khác. Nghe nhạc TikTok chill, uống loại rượu đắt tiền nhất và chờ cái chết vào ngày mai. Khi anh đến một quán rượu khác thì tình cờ gặp mối tình đầu của anh cũng đang làm việc ở đây. Hai người muốn có không gian riêng tư nên đã hẹn ở quán trẻ chùa Trang Hy, nơi mà chỉ có hai người trò chuyện. Mặc dù người yêu cũ của anh đã kết hôn một lần rồi, nhưng dường như anh không quan tâm đến mấy chuyện đó. Hai người trò chuyện từ lứa tuổi còn cởi chuồng cùng nhau tắm dưới mưa đến lúc trưởng thành. Nhìn vào nụ cười cô gái trước mắt thì thấy rằng anh vẫn yêu cô ta đến nhường nào. Trước khi ra về, anh lấy ra 400 triệu, đưa cho cô ấy và kêu đừng làm việc ở quán bar tồi tàn này nữa, mà khuyên cô xin vào làm ở hộp đêm lương sẽ cao hơn. Cô Bin bắt tay người yêu cũ một cái rồi rời đi. Sau khi rời đi, anh đột nhiên nhớ lại ước mơ của mình chưa được thực hiện, là được đứng trên sân khấu chơi bài nhạc guitar mà mình yêu thích. Hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Anh lấy ra một số tiền lớn mà anh cất giấu trước đó. Anh đặt mua một cây đàn có chữ ký của thần tượng với chiếc giá rất cao và mua luôn chiếc xe này với giá đắt tiền của đôi bạn trẻ. Anh tính lái xe đến sân khấu ở một bờ biển hoành tráng, nhìn ngắm bình minh ở đó, chơi đàn guitar và selfie bức ảnh cuối cùng trước khi chết. Anh rất phấn khích khi nghĩ về nó, nhưng đi không được lâu, cô em sò điệp gọi điện cho anh kêu muốn gặp anh ấy. Sò điệp rất phấn khích khi Kurubin nhận lời. Vừa cúp máy xong thì cô em Sashimi tiếp tục gọi đến cho anh, nói với anh đừng đến chỗ sò điệp, và nói sự thật rằng nốt phát ban ở sau lưng cô ấy là bị dị ứng, chứ không phải bị sida như anh đã từng nghĩ. Anh thấy hối hận và cảm thấy có lỗi, anh nhất định phải gặp trực tiếp cô ta để xin lỗi. Khi vừa gặp được cô Sashimi, thì sò điệp đã dẫn một đám xã hội đen đuổi theo Kurubin. Tiếp theo là bị đánh một trận no đòn đến ngất xỉu. Hóa ra là cô sò điệp và Sashimi cấu kết để tần kẻ bắt cá nhiều tay này một trận. Đến khi anh tỉnh lại thì người không vết sức, hóa ra anh được cô chủ quán ba cứu. Cô chủ quán ba mời Kurubin về nhà mình cho tự do và thoải mái, nhưng không ngờ gặp chồng của bà ta. Vì tính ghen tương nên ông ta giơ súng lên bắn vào đầu Kurubin một phát, anh tỉnh lại sau nhát súng. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, nhìn thấy em nữ sinh mặn mà trước mặt như thế này. Lại là một đêm rất là khó khăn với anh ấy. Hóa ra cô ấy là Sushi ở quán ba lần trước. Anh hỏi tại sao cô lại để nhầm số, cô có vẻ bi quan, chắc uống nhiều rượu quá nên hay quên số điện thoại. Cô không ngừng xoa vết thương cho anh, cơ thể liên tục tiếp xúc với anh khiến Kurubin nóng ran người. Cô ấy nói đã tự sát rất nhiều lần rồi nhưng không thành công. Ngày mai là ngày tận thế nên điều đó thật là tốt. Kurubin cũng nói anh cũng đã tự tử rất nhiều lần. Câu nói đó ngoáy vào đúng chỗ ngứa của cô gái, cô nói muốn cùng anh ta chết. Từ đó sẽ có một cặp trời sinh trên thiên đàng. Vì lỡ miệng mà anh suýt mất mạng cùng cô ấy. Sau khi từ chối vài cách chết của cô ấy, anh nói mai là ngày tận thế rồi, dù sao cũng không còn sống được vài tiếng nữa. Để né cái chết cùng cô ấy, anh rủ cô đi chụp ảnh để làm kỷ niệm. Sau khi chụp ảnh xong, hai người đi dạo như một cặp tình nhân. Để trốn thoát khỏi con điên dại này, anh lấy cớ đi lấy xe để đưa cô đi ngắm bình minh lần cuối. Sau khi ôm cô gái này lần cuối rồi bỏ đi, anh bỏ chạy tuột quần mà không dám quay đầu lại. Lần này anh đến thẳng một ngôi đền. Anh cảm thấy những người phụ nữ mình gặp thật vô nghĩa. Vì biết rằng sắp chết, tiền chỉ là vô dụng. Anh cầm số tiền còn lại quyên góp cho chùa. Thật bất ngờ đi được 3 bước, anh ấy đã gặp được mối tình đầu của mình. Khi hai người gặp mặt mọi thứ đều rung lắc dữ dội. Anh mở mắt ra một lần nữa phát hiện ra mình nằm ở trong khách sạn. Nằm bên cạnh còn có mối tình đầu của anh. Anh luôn nghi ngờ, có lẽ đây vẫn là một giấc mơ. Đúng lúc anh muốn ra ngoài để đi tìm sự thật thì cô gái tỉnh lại. Anh lại biện lý do mình đi mua thuốc lá. Nhưng lần này anh không bỏ trốn nữa. Anh quay trở lại phòng sau khi ra ngoài, nhưng khi quay lại thì mối tình đầu của anh đã biến mất. Anh lại mất đi tất cả, không tiền, không gái. Cây đàn và cả chiếc xe sang trọng tất cả đều rời xa anh. Kurubin lại trở lại con người trước đây. Anh cũng không biết sáng sớm hôm nay hạt nhân có phát nổ hay không, nhưng vào lúc này anh đã nhận ra rằng những thứ anh vừa trải qua là bóng ma của lòng tham là do chính mình đã tạo nên. Video này đã kết thúc bộ phim hôm nay mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn những bộ phim hay kế tiếp. Bye bye!